Hôm nay mình sẽ tiếp tục thay cái dáng cổ của xe VinFast Fleet S chạy nãy giờ không biết pin nó còn bao nhiêu, nhưng mà mình chạy chở hai là được 75 cây số giờ á. Đứng đây nè. Chạy 75 cây số ngồi dân gấm á. Rồi VinFast. Đó, chủ xe này là muốn mình quay để review cho chủ xe luôn. Fleet S nè anh em. Không có giấu gì anh em luôn, là cái dáng cổ này giống như dáng cổ của Sirius mình săn con thôi. Rồi nha. Đó, xe nè. Đó. Thì xe này nãy giờ là chở hai, đường này là mình chạy được gần 75 cây số giờ nha, kéo là đường trường đó. Có chế độ này là chạy dừng được 30 cây số giờ hết ga, chế độ sport chạy mới nhanh. Không, chạy đi cỡ 150 cây số là hết pin. Đó. Rồi giờ làm xe này nha, thì bị lún chén cổ rồi chứ không có gì hết. Rồi, thay chén cổ. Rồi nha, nó dạy là ghê lắm đó nha anh em, đề ba là cỡ ba mấy chiếc vi sinh 110 đó. Đó. Thôi mình quay một tay mình không có chạy nhanh được ra, xe này nguy hiểm. Rồi vậy thôi. Rồi còn cái chế độ econo nè, là mình bật mà nó lên hết ga nó chạy dừng được 30 rồi nè, đó hết ga nè anh em. Không, còn chế độ kia nó chạy 70 có nhà, qua chế độ này nó nhích lại lên liền nè. Rồi nha, sau một hồi là mình cũng bóc được cái vợ cổ sau của nó ra nè, đây là ắc quy của nó nha, đó bình điện của nó ra đây nè. Đó. Giờ là tháo mấy cái liên quan để lấy cái này ra, để lấy cổ ra, nói chung là bát thắng thì cầm đĩa rồi đó. Dụng cụ làm chén cổ đây, cây ép chén cổ là chưa lấy ra nha. À, đầu tiếp nè, đây là đầu đóng kê nè, rồi móc nè, cù móc nha. Đó. Mình dỡ quần slip này lên nha, của da là nó có cái chụp ở đây, còn này nó không có nha. Rồi nó có con này cũng được rồi. À, chưa làm thằng nào nè, tán rồi còn con này. Đây là lóc kê nó hơi nặng nè, hãng xe nó lóc kê hơi nặng, bẻ nặng của anh. Rồi à. Vô nè. Ok. Đồ chuyên dùng. Em cái móc này là mình mới nhập ở bên Thái Mì về. Rồi nha anh em. Rồi nếu anh vô hán làm này nó thay cái đồ. Rồi ok, đó, quay nha. Xét vô. Bà ra nè. Đó nha anh em. Rồi, giờ mình ép chén mới vô thôi. Thì sau khi cạo chén cổ vô rồi thì mình sẽ ra nè. Nói chung là bộ cổ này mình làm là không có phản đâu anh em ơi. Sau khi ép chén vô rồi mình sẽ vô bi nha. Thì bi này là bi rế thôi, cũng dễ vô anh em, không có ship nha. Bi rế. Rồi chén dưới là cạo cũng tới nè anh em ơi. Rồi cái chén dưới này mình đóng vô rồi mình sẽ lau sạch rồi mình chép mỡ bò mình vô rế thôi. Nói chung là loại rế này nó dễ hơn là mình ship bi á anh em. Chép mỡ bò đầy đủ rồi nha anh em ơi. Rồi vô rế bi trên luôn. Làm chén cổ này quan trọng nhất là phần chảo chén cổ này vô cho chặt vô cái sườn, không có còn khe hở. Nếu mà không anh em đi mốt là phải siết lại lần nữa nó cụp cụp anh em. Với lại quan trọng nhất là lóc kê chén cổ nha, lóc kê như chỉnh còi đó. Chén cổ mà nó nhẹ bóp thắng rồi mà không có được sườn. Ví dụ anh em đi mà một tầng nếu mà bị là anh em bẻ nó sượng, còn anh em mà bóp thắng đồ ok, bẻ nhẹ mà bóp thắng nó không bị cụp 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 cổ đó, là nó ok đó nha. Vậy thôi. Rồi nha, bây giờ mình sẽ canh cho nó vừa ý, với lại hai con tán nó phải hơi bám với nhau. Rồi mình mới lắp chơi được nha. Bây giờ mình sẽ lắp thử nha. Rồi, nhẹ rồi đó, nhưng mà coi coi nó có lập cập không. Rồi, hết lập cập anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ siết nó thiệt vô một chút nữa. Rồi mình sẽ phá chết luôn nha. Nếu mà anh em làm quen thì nó vừa ý thì anh em khỏi làm thêm một lần nữa. Còn nếu mà anh em làm không quen thì cũng cực đó anh em ơi. Cho nó là chuẩn rồi đó, bây giờ mình nhích ra miếng nha. Tại vì khi mình bắn vô là nó cũng hơi thích vô thêm một chút nữa, cho nên nó hơi lỏng lỏng là ok rồi. Rồi, chưa cứng được nha anh em, để cứng hai con này với nhau mới được. Đó. Giờ mới thử tiếp nè. Rồi. Rồi, thử cái nữa nha. Hơi nặng nha anh em. Hơi nặng là giống như hồi nãy mà lúc mà mình tháo ra rim đó. Giờ mình phải nhả ra. Rồi thì anh em nào mà có chén cổ đem xuống mình làm cũng được, không thì tin tưởng thì ở đây mình cũng có chén cổ. Anh muốn làm xe này đi xuống đây. Rồi nhả ra miếng nè. Mình lắc cho nó đi tỉnh queo rồi mới được nha. Rồi ra miếng nó ship vào vừa.
nè, anh em thấy không nè, đánh đánh rồi nè. Đó, nó phải đi qua đi lại nhẹ đó, đó, vậy mới được đó. Thấy chưa? Rồi nha, còn có lật cực cập không? Rồi không có cập, ok. Nhất là thêm biến nha anh em. Mình sẽ chiếc lại. Mình sẽ dùng số mình siết lại. Giờ mình siết nó lại nha. Bắn cho cứng lại là ok rồi. Rồi bao ra luôn nha mấy. Rồi bỏ một cái nữa, thử lại một lần nữa mới được nha. Rồi cái móc là quan trọng là thành công là mình đã lắc cứng rồi. Cứng hai con tán rồi nè. Nhưng mà thành công là ok đó. Rồi, ok anh em ơi. Rồi, ok. Rồi có lời phát biểu gì trước chứ sau khi làm không? Rồi đâu? Rồi. Phát biểu gì đi? Chưa. Rồi nha, mình trồng vùi clip vô nha. Đó. Rồi, đây là xong rồi anh em ơi. Rồi nha, mấy anh em rúp xe điện này là anh này là anh Cường ở quận 12 nha. Anh kêu giới thiệu cho ảnh giới thiệu. Rồi anh Cường quận 12 nha anh em. Hôm nay là sọc VinFast này, xe Philips S đây là bá tước nè. Bá tước lãnh chúa của Romeo, Roma, S Roma nè. À, mới bận áo giáp vô. Coi clip chùi, coi clip chùi cuộc là xong rồi nha anh em. Rồi chạy vòng nữa để đánh giá cái coi. Rồi, làm cho anh Cường quận 12, chuyên club xe máy điện. Rồi sau khi xong mình chạy thử cái nữa giao cho khách thôi. Thì mình làm chén cổ này là không có phản đâu anh em ơi. Mình làm rất là nhiều xe rồi. Rồi anh em phải bóp thắng cái là mất chữ B này là mới chạy nha anh em, không là lên ga nó không chạy. Bóp thắng nè, bấm đề nè. Bóp thắng bấm cái nút B nè, mất chữ B ở trên đây. Làm lại nha anh em. Nè, mở khóa nè. Nó sẽ nổi chữ B màu xanh nè. Đó, để bóp thắng bấm đề nha. Thôi mất chữ B, rồi ok nha. Giờ mình lên ga là chạy lắm em ơi. Rồi nãy là mình chở một người, còn giờ là mình chạy không nha anh em. Rồi nhá, vì cái này là chạy một tay cũng nguy hiểm cho nên là mình chạy vậy thôi. Chiếc xe này là chạy cỡ 70-80 á, nếu mà một người mình bao là chạy được khoảng 80 á. Rồi thì xe là lẹn rồi, nhẹ nhàng lắm anh em ơi. Rồi mình kết thúc video đây nha. Xe vậy là ok rồi, chủ yếu là mình làm cái chén cổ cho khách thôi. Anh em nào mà muốn làm cái chén cổ xe này thì ghé mình nha. Mình kết thúc video đây nha anh em.